Đấy các bạn xem nhé, xem mình đang lên trên đồi, lên trên đồi đấy, mình bật camera trước cho các bạn xem nha. Đường đi đây này, lên vách núi đây. Đấy, các bạn xem có thấy không, các bạn có thấy ok không nhé? Đây vách núi này, mình đã lên tới trên đồi, mình nhìn xuống nhìn thấy rất là uy nga tráng lệ của đất nước Việt Nam hùng vĩ, có cảnh sông núi, núi non sông nước hữu tình. Vì là theo mình biết chắc lên trên cái đồi trên đây sóng yếu, phủ sóng không tốt lắm, bị chập chờn ngắn đoạn hoài các bạn. Đây, các bạn nào có nhìn thấy không, nhìn thấy quê hương đất nước của ta không? Đấy, trên đồi trên núi. Đây, bên kia cũng núi, bên đây cũng núi ha. Chúng ta trên đây là nó gián đoạn liên tục các bạn, vậy là chắc làm livestream ở trên đây không được tốt lắm rồi. Đây gián đoạn liên tục, nay mình dùng trên vùng núi này, quay cảnh núi này. Đây là đá, vách đá. Các bạn nào có nhớ về vùng Thác Sơn Bảy Núi tham quan này, cái này thì mình nếu đi 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 xa hơn nữa, đi lên nữa thì thấy thấy cũng đẹp lắm, thấy qua phong cảnh thì cũng đẹp. Ở đây mà trên cao này mình nhìn xuống thì thấy đồng ruộng bao la lắm, mà mình đây lên đây là cũng chưa được cao lắm, lên đây cũng đồi nhỏ, chạy xe tí xíu lên đó rồi. À, phía bên kia có một bạn hỏi mình phía bên kia là bên nào, phía bên kia là vách núi Cô Tô đó, nó thấy các dãy núi mờ mờ đó, đó là núi Cô Tô ha. Đó là cũng cũng thuộc tỉnh An Giang, còn trong tỉnh An Giang. Còn đây là phía cao cái trước mặt đây là vùng vùng núi dài. Đây là xa quê xa xứ thì nhìn qua cái màn ảnh nhỏ này các bạn có thể hình dung ra được quê hương của mình, thấy cái gửi gắm tâm tư được chút xíu ha, thấy cũng đỡ nhớ. Đây những dồ đá, những tảng đá tôi đang đứng đây, các bạn thấy thì mình đang đứng ha, đang đứng trên tảng đá. Đây sau lưng mình thì vách núi, đây, vừa chạy xe về thì ghé đây làm livestream cho các bạn xem luôn. Đây mình đang đi trên những cái hòn đá, nhưng mà bật camera trước thì các bạn thấy được phong cảnh, chứ không bật camera trước thì bạn thấy đuôi rồi, các bạn thấy tôi chả thấy phong cảnh đâu. À, trên đây sóng chập chờn lắm, theo vậy là tôi biết rồi, nếu mà là cao nữa chắc làm livestream không được, trên đây làm như không không có sóng, mất tín hiệu hoài. Các bạn nào có xa quê xa hưa quê hương này kia của mình đó thì nhìn qua màn ảnh này để gửi gắm tâm tư cho mình nhé. Còn các bạn nào mà muốn muốn thấy được cái cảnh trên vùng núi mà trên đồi cao hơn đó, có dịp thì để mình chụp ảnh chụp hình mình gửi qua cho ha. Đây là trên cái vồ đá các bạn, mà ngộ lắm, trên cái vồ đá này nó có một cái giếng nước nhỏ, có một cái giếng nước nhỏ này các bạn xem ha. Bạn có thấy không, cái giếng nước ạ.
Đây thì video clip này mình làm thì nó trên cái đồi này thì so với cái mặt mặt ruộng mặt lộ nãy mình đang chạy thì nó cũng cao khoảng chừng là 100 m gì đó, 100 m chứ không cao hơn. Còn những cái đồi mà mình đang đang gọi video bật camera trước cho các bạn xem đó thì cái đồi cao rồi, nó khá là cao. Mình cũng đứng cách cái đồi đó khoảng chừng 500 m. Ở trên đây mạng nó bị chập chờn, mạng không không được tốt lắm, thành ra nó bị gián đoạn liên tục. Giờ để đấy mình xem qua vậy, cái giờ mình xuống xuống đồi chạy xe về nhà. Ở đây hình ảnh nó chập chờn. Mình chạy về, lên xe chạy lai gai về. Lên đó thì dễ lắm, lên thì chạy chậm chậm dễ, xuống thì cũng khó, xuống rất là khó các bạn. Vì đường xá đây nếu mà mình xuống mà không cẩn thận là sẽ trượt liền. Đấy. Các bạn thấy nha, đường xá thì như thế, mình chạy không khéo là nó chạy liền. Đi bộ xe thì càng khó hơn. Đây, đường xá như vậy, mình đang chạy về để bật camera trước cho các bạn xem nhé. Bây giờ cái máy mình thì nó ở đây mất tín hiệu hoài,